Xin chào các bạn, trên tay mình là chiếc đồng hồ để bàn Minimal LED 3D. Chiếc này là vỏ màu trắng và LED trắng các bạn nhé. Cái này thì có rất là nhiều màu khác nhau. Đồng hồ này có rất là nhiều chức năng thì mình sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn sử dụng một cách dễ dàng nhất nhé. Bên trong hộp chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ này, một sợi dây cáp và một tờ giấy hướng dẫn. Giấy hướng dẫn tiếng Trung và tiếng Anh nhé. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Về cái đồng hồ này thì có thiết kế mình đánh giá khá là to, nhìn số rất là dễ dàng. Trên đồng hồ có 3 nút chính nhé, và một nút này nút reset này. Đây các bạn phải dùng que chọc vào. Đây các nút, 3 nút điều khiển chính của đồng hồ. Mặt sau thì có lỗ để các bạn treo. Nguồn sẽ cấp vào đây này. Đây là pin nhé. Pin pin của đồng hồ sẽ được lắp sẵn vào đây rồi. Các bạn dùng chỉ lắp cắm nguồn qua dây cáp này là được nhá. Vì cái pin này nó sẽ lưu trữ thời gian. Khi mà đồng hồ mất điện ấy thì nó vẫn lưu thời gian, các bạn không phải chỉnh lại. Chứ nó không đủ để sáng cái đèn này các bạn nhá. Vì nó là đồng hồ LED thì nó rất tốn điện, nên các bạn bắt buộc phải sử dụng dây các nguồn cắm qua cổng USB. Đồng hồ này có thể để bàn hoặc treo ấy. Treo thì các bạn có thể đi dây này. Nó rất là gọn gàng, mà bạn tháo này ra nhé. Tháo ra thì khi các bạn treo lên nó không bị cộm. Đó, đây mình sẽ để bàn. Mình sẽ để cấp nguồn cho cái đồng hồ này. Đó, đèn ở phòng mình khá sáng nên mình sẽ tắt bớt đèn đi để các bạn nhìn rõ hơn số của đồng hồ. Ok, mình đã tắt bớt đèn đi để các bạn có thể nhìn rõ số ở trên cái đồng hồ này nhá. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh giờ của đồng hồ. Các bạn nhìn thấy ở trên này là có 3 nút chính này. Thì cái nút set đầu tiên là set up down. Các nút set này thì để chuyển qua các trạng thái trên đồng hồ nhá. Đầu tiên là giờ này. Đây là ngày và tháng nhá. Ngày tháng này. Nhiệt độ. A1 là hẹn giờ nhá. Có 3 mốc hẹn giờ khác nhau. Bạn cứ ấn set thì nó sẽ chuyển qua lần lượt từng cái một. Đấy, A1, A2, A3. Tiếp tục ấn set trở về xem giờ. Ở cái màn hình xem giờ này thì các bạn muốn chỉnh giờ các bạn giữ màn hình này nhá. Là giữ nút set nhá, khoảng 3 giây nó sẽ nhấp nháy. Các bạn chọn 12 giờ hoặc là 24 giờ bằng nút up hoặc down này để tăng giảm. Được chưa? Ở đây mình để 24 giờ nhá. Tiếp tục sau khi chỉnh chọn xong thì bạn ấn set một lần thì thấy giờ nhấp nháy không ạ? Thì các bạn lại ấn up hoặc down để thay đổi giờ. Thay đổi theo đúng giờ của mình nhá. Tiếp theo chỉnh xong thì các bạn lại ấn nút set một lần để chỉnh phút. Ấn up down để tăng giảm thời gian nhé. Tăng giảm thời gian. Rồi ok. Các bạn đã chỉnh xong, bạn ấn nút set một lần nữa là các bạn đã chỉnh xong giờ cho chiếc đồng hồ này rồi. Tiếp theo để chỉnh ngày tháng, các bạn chuyển qua chế độ xem ngày và tháng. Các bạn giữ nút set khoảng 3 giây. Đó, bạn thấy không ạ? Nó nhấp nháy. Đầu tiên đây là 5 nhé. 5 thì các bạn khi thấy nhấp nháy là các bạn có thể ấn up còn down để thay đổi. Thay đổi về đúng với 5 hiện tại. Đó, ấn xong. Chỉnh 5 xong bạn lại ấn set một lần. Nó sẽ nhấp nháy, đầu tiên là chỉnh tháng trước nhá. Đó, thì cũng ấn up còn down để thay đổi. Tiếp tục chỉnh đến ngày, ấn set một lần nó sẽ nhấp nháy bên này thì các bạn chỉnh ngày. Đó, nó sẽ chỉnh ngày nhá. Các bạn chỉnh xong thì ấn set là đồng hồ không nhấp nháy nữa. Là các bạn đã chỉnh xong được ngày và giờ nhá. Tiếp theo các bạn ấn set này,
chuyển qua. Nhiệt độ này thì nó sẽ, đồng hồ sẽ cảm biến nhiệt độ trong căn phòng của các bạn. Như đây là 34 độ. Mình quay buổi trưa khá là nóng, phòng không có điều hòa gì cả. Mình thấy nó cũng tăng giảm khá chính xác các bạn. Đó, các bạn xem lần nữa đến A1. A1 đây là chế độ báo thức nhá. Các cái A2, A3 này có 3 mốc báo thức các bạn thể chọn. Ở bên này là nó là hai dấu gạch thì tức là nó đang bị tắt. Đó. Các bạn muốn chuyển sang bật ấy thì các bạn ấn up này để sang on. Được chưa? Nó sẽ hiện thêm cái ở đây là cái đèn thông báo đây, chữ AL sáng lên là đây, tắt này. Bật này. Bật giờ đầu tiên. Các bạn giữ nó set. Thấy nó nhấp nháy. Thấy nhấp nháy ở đây thì các bạn chỉnh giờ để nó hẹn giờ nhá. Chỉnh giờ để đồng hồ kêu. 19. Nãy mình chỉnh nó là 19 giờ. Các bạn ấn xong lần set tiếp này, 31 rồi. Thì ở đây mình sẽ chỉnh quá đi một chút. Mà đi. Rồi, thì ấn xong nhá. Khi ấn xong bạn ấn set một lần nữa. Ok, nó đã hẹn giờ mức A1. On. A2 các bạn cũng có thể làm tự thế, bật lên này hoặc tắt đi này. A1, A2, đấy các bạn ấn up nhá. Up. Để bật lên hoặc tắt đi, on off. Bật lên rồi các bạn giữ này. Các bạn giữ nó set, nó sẽ nhấp nháy, thấy chưa? Nó sẽ nhấp nháy. Nhấp nháy để các bạn chỉnh mấy giờ đấy chẳng hạn thế. Nhưng ở đây mình sẽ chỉ chỉnh một một mốc báo thức thôi. Thì các bạn set rồi xong này. Mình tắt cái A2 đi nhá. Đây mình chỉ để A1 thôi. Đây 19:34 mất rồi. 19:34 với lại mình đấy. Chỉnh chưa tới mới có 33. Mình sẽ chỉnh nó lên 19:35. 536 này. Rồi để xem nó kêu nhá. Đó. Trong lúc chờ đồng hồ kêu thì mình sẽ chỉ hướng dẫn thêm các bạn một số cái nữa. Thứ nhất là cái này nè. Khi ở đang chuyển chế độ xem giờ nhá, thì các bạn nút down này nó sẽ cho các bạn hiển thị cái nhiệt độ phòng. Ở down lần nữa thì chuyển sang độ F hoặc là độ C. Tiếp theo là cái chức năng về hiển thị của đồng hồ. Đây mình quay. Ở đồng hồ này có 3 chế độ hiển thị khác nhau. Khi các bạn đã xem giờ nha, các bạn nút up này. Các bạn thấy không ạ? Ấn up này. DP1, DP2, DP3. 1, 2, 3. Nó là 3 cái hiển thị giúp đồng hồ hiển thị. Với 3 cái khác nhau, đầu tiên nó là DP1. DP1 nhá. DP1 là hiển thị cứ 10 giây thì đồng hồ nó sẽ chuyển qua ngày tháng. Đây là đồng hồ báo thức của đây nhá. Đó các bạn thấy không? Cứ 10 giây nó sẽ chuyển qua. Mình sẽ tắt báo thức một chút. Và nút xem tắt báo thức này. Rồi mình sẽ trở về cái phần hiển thị của đồng hồ nhá. Để DP1 ấy thì 10 giây nó sẽ, đồng hồ nó sẽ tự động chuyển đổi. Đây là giờ. Đó các bạn thấy không? Đây là ngày và tháng. Nhiệt độ. Xong lại chuyển lại. Đấy, lại chờ một lúc. Khoảng 10 giây nó lại chuyển tiếp một vòng. Được chưa? Chế độ thứ hai các bạn ấn up này. DP2. DP2 nó sẽ giữ ở cái hiển thị mà cái bạn đang để nó ở hiển thị nào thì nó sẽ cứ giữ ở đấy thôi. Ví dụ đây mình sẽ chuyển sang ngày tháng. Mình cho nó là hiển thị ngày tháng thôi thì nó sẽ cứ giữ ở đấy và nó sẽ không chuyển qua những cái khác.
Đó, mình các bạn có thể thấy không ạ? Nó sẽ không chuyển qua các khác nhá. Phần DP3 thì nó sẽ tự động chuyển về xem, chuyển về chế độ giờ cho các bạn. Bạn để ở chế độ nào thì nó sẽ vẫn quay về cho các bạn xem giờ. Như đây mình để ngày tháng nhé. Các bạn chờ một chút, nó sẽ chuyển về cho các bạn xem giờ. Đấy chưa? Mình để ở nhiệt độ hay cái gì đấy chẳng hạn. Chờ một chút nó lại chuyển về giờ cho các bạn. Đó, bạn thấy không? Nó là ba cái hiển thị, chế độ hiển thị trên đồng hồ. Một là cứ 10 giây nó sẽ chuyển qua tất cả những cái thông số về giờ, về ngày tháng, về nhiệt độ. Nó có chuyển vòng tròn như thế. Hai là nó sẽ hiển thị bạn đang giữ ở cái chế độ xem giờ thì nó là giờ, hoặc là bạn chuyển qua chế độ nào thì nó sẽ dừng ở chế độ đấy và nó sẽ không quay lại. Cái thứ ba là cứ 10 giây thì nó sẽ quay lại cái xem giờ cho các bạn. Dù đang ở đứng ở đâu thì nó cũng sẽ nhảy lại về xem giờ, thấy chưa? Ok, cái cuối cùng ấy là chỉnh độ sáng trên cái con đồng hồ này nhá. Thì các bạn có thể chỉnh bằng tay, cái này là phải chỉnh bằng tay này. Chỉnh bằng tay thì ở màn hình xem giờ ấy thì các bạn ấn nút down. Giữ nút down nhá. Giữ nút down đấy, các bạn thấy không? L0 này. Các bạn phải liên tục nhá, nếu mà mình bỏ ra thì nó sẽ mất. L0, L1 đấy, nó sẽ sáng lên bốn mức khác nhau đến L3, L3 rất là chói. Đấy, mình chỉ cần dừng bỏ tay ta phát là mất luôn. Các bạn giữ đó. Giữ nút down khoảng 3 giây nhá. 3, 0, 2, 3, được chưa? Đấy là tùy các bạn nhu cầu sử dụng như thế nào để mức cao hay thấp. Ngoài ra thì đồng hồ nó sẽ tự động giảm độ sáng xuống còn 70% nếu mà khi trời tối từ 7 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau nhé. Mình sẽ thử chỉnh giờ để các bạn có thể thấy được cái ánh sáng nó tự động thay đổi. Đây là ban ngày này. Đó. Nó sẽ đỡ sáng hơn một chút ấy. Nhìn qua camera này thì nó hơi khó thấy, nhưng mà nó sẽ đỡ sáng hơn. Nếu mà để kia thì khá là chói. Nó sẽ dịu hơn một chút. Nhìn qua camera sẽ khó thấy hơn. Nó chỉ sáng khoảng 70% thôi. Mình sẽ chỉnh xuống 18. Rồi, mình sẽ để ở đây. Chờ nó chuyển qua 19 giờ xem. Đó, nó có dịu hơn một chút các bạn nhé. Nếu bạn không thích thì các bạn thể ấn nút giữ nút down này để giảm độ sáng xuống mức thấp nhất nếu mà thấy cảm thấy chói mắt quá ấy. Ok, trên đây là hướng dẫn sử dụng chiếc đồng hồ minimal led 3D này. Nếu các bạn không hiểu gì hay là vẫn vướng mắc ở chỗ nào ấy thì có thể bình luận lại ở dưới video này nhé. Mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên ấn like và
đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.